Chị Kalin đang dọn đồ nè mọi người. Thằng bao bao giữ hàng hả? Dạ, đồ của ta cho nó ăn. Lúa hay gì giữ hả? Gì chưa? Mới về hả? Mới mua. À, đồ của chị Kalin nhiều gì đó ha chị Kalin. Quá trời đồ rồi. Đồ chị Kalin dọn này chắc cũng khoảng một xe tải đồ à. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi luôn. Ừ. Sao hồi nãy dọn đồ có gì không chị Kalin? Dạ. Có gì không? Dọn đồ rồi có gì không á? Dạ không. Không ha. Là chị đi thiệt đó hả? Anh làm mấy đôi giày này anh có mang không? Không mang không chụp hết à? Giờ đây em điện bên phía mua phế liệu không? Dạ. Có nào bán được có bán luôn. Dạ không mấy đôi giày này thôi mấy đi. Tại còn mới mà không chịu mang. Chán anh không chịu mang. Bao quần áo rồi đang giữ. Quali nữa nè, bị nữa nè. Có quali. Đâu chừng chục bao chứ gì, đếm sơ sơ chứ khoảng chục bao chứ gì. Này xe ba gác chở không nổi luôn á, xe tải chở á. Xe tải với ba gác chở sao hết. Tải 8 tấn luôn hả? Không có, chị đi mà chị lấy gì dư thằng á. Chị Kalin ơi, chị lấy những cái đồ nào mà bận thường thường thôi, còn vài ba bữa nữa mình về lấy tiếp. Còn không có đâu à, em kêu cầu là dọn đi hôm nay, quay ra tới đường ta là em đốt hết à. Không cho đó. Tại ta đồ nhiều em thông cảm người ta dòng. Không có đồ nhiều vậy sao con người nói không một nay là cứ vậy với em nói thẳng vậy luôn á. Có thiệt. Bình tĩnh đừng bức xúc em gái ơi. Có bức xúc gì đây chứ. Hết tình cảm luôn rồi hả. Con người em nói đâu qua đó đàng hoàng, một là một, hai là hai, đừng có giỡn mặt với em. Không có đâu. Đừng có hồng. Tức là em muốn dọn đi trong ngày hôm nay liền luôn ha. Đúng rồi, dọn đi chứ, dọn cho sạch sẽ cho tôi. Nhà tôi cắt lên sao lại giờ phải dọn lại trang lại cho tôi, dọn cho sạch sẽ hết cho tôi, còn không là bước ra bả đi tới đường Tam là tôi đốt bỏ hỏi ai nói tiếng nào gì hết trơn á. Hỏi căng quá ha. Thôi cái nào của mình dọn đi với chị Kalin nè. Dạ, chị dọn ra cái đồ nào mà mình cảm thấy mình không xài nữa chị dục bỏ đi chị. Dạ. Bỏ bớt đi chứ có trời đồ bỏ bớt đi chị Kalin ơi, lấy đồ mới thôi. Dạ. Lấy đồ mới thôi, cái nào mình xài đó, còn cái nào không xài thôi mình dục đi. Không, cái này cơm dục bỏ. Dạ. Vậy quá trời luôn. À, chị lấy mấy cái đồ nào mới thôi, còn ở để lại đi rồi có có bé nó đốt cho. Đây 4 bao, 5 bao, 6 bao, 7 bao, 8 bao. Thì chắc cũng khoảng tầm 15 bao chứ gì. Vậy có lợi dụng mà lợi dụng nhau mà lợi dụng cặp nhau cũng lửa rồi, con người tôi có đâu có nói đó. Còn có ghẹo. Lấy chừng 1 2 bao thôi chị ơi. Còn nhiêu là đem ra ngoài mình để cho nó còn gọn xíu đi. Bây giờ mà dọn đến chiều mai cũng chưa xong nữa đó. Biết nào hết. Quá nhiều luôn mà, quá nhiều đồ luôn. Nhìn đây là chị Kalin ơi, nhìn cái coi. Nè nè, nhìn thẳng ra xíu ngoài nè. Rồi. Nhìn mặt lên cái nè. Rồi. Đổ mồ hôi luôn kìa. Dọn đồ mà đổ mồ hôi luôn. Trời ơi, giày dép này chắc lâu lắm thì đâu mà nó móc hết trơn rồi. Anh đổ này tại nhà đó anh. Đồ nó quá trời đồ nè. Đốt mấy quý rồi mà vẫn còn mà ông Hoàng Anh ông tỉnh vô ông đốt mấy trận rồi mà vẫn còn nhiêu đây mà. Còn đồ quá, kỷ niệm đồ rồi, đồ kỷ niệm. Còn hơn là shop bán đồ... Đồ la hay gì? Shop bán đồ Hà Si đó. Tóc nè. Bao tóc. Một bao tóc giả luôn hả? Tóc giả luôn hả? Tóc giả một bao. Tóc giả một bao. Quá trời luôn hả? Nào đúng thì thôi, đừng có chọc ghẹo cái mỏ tao. Bớt nóng đi em gái ơi, để người ta dọn. Tại cũng nhiều lắm á. Chung tội nghiệp bá em ơi. Ê tội nghiệp nè, giờ mấy ông nổi gì nè, nói thiệt với mấy anh luôn á. Thiệt. Nhà tội nghiệp nè, người ta đuổi đi nè, em bà em không đuổi nè, thằng em trai em nè. Bả đi mấy chị ngày nè, đây. Hồi nãy bả nói á, là bả lo đúng không? Chén bát bả rửa nè, chén thì lên mấy ngày rồi, cát lên bao nhiêu đây nè. Vậy sao nè, mấy anh quay mấy anh ngon đăng mấy này lên. Nói đâu? Chị phải đăng lên đây đâu, nè, đâu cái nào? Cái nào, chén em mua nhiều lắm chứ, mà ổng dặn ông xỉn ông đập hết trơn rồi, đây nè, đây rõ ràng. Nhiều không? Nói lo đây nè, chén bát chị này lo đây. Đó. Còn cái nào nữa không? Cái nào nữa nói hết coi. Dạ. Bụng đập chân hả?
Kỹ ta. Ừ. Dép dài giữ được cái này mấy năm luôn à. Dạ. Này là mấy năm luôn rồi chị cơ lên ơi. Cũng mới không luôn á. Nó không có cũ quá. Để dọn ra nói chuyện với gái. Trời ơi, cái này móc trơn rồi chị ơi, hư trơn rồi. Bỏ bớt đi chị Kalin ơi, chị lấy những cái nào mà mới chị xài thôi, chị đừng có tiếc. Bỏ đi. Xe tải chở không hết nữa mà. Bỏ đi. Anh Hoàng Anh là chị lấy 3 đôi thôi. 3 đôi là được rồi. Đừng có lấy nhiều, 3 đôi mới thôi, bỏ mấy đó đi. Thật sự mấy đó là lâu mình không có xài. Chị lấy giùm em 3 đôi thôi, mỗi thứ 3 đôi. Chị thì 4 đôi, 5 đôi gì đó. Có cái đồ nào chị dọn đi còn như để ta tự đốt đó. Mình lấy mấy đồ nào ấy thôi, còn nhiêu để cho em nó đốt. Trời ơi, bao nữa rồi. Trời ơi, thấy tội quá trời luôn quý cô chú ơi. Ở đây tan được mới không nè. Sao để chị để với chuột cắn này sao? Nói chung mấy cái này là toàn là kỷ niệm của chị không đó. Này mua mà chị mướn cái nhà bự á. Này phải chơi nguyên cái nhà. Chơi nguyên cái nhà bự á mới để đồ hết chứ. Chị để gì sao mà để hết. Không biết cái câu chuyện gia đình sao mà mình thấy. Chị dọn thấy cũng thấy tội nghiệp quá trời. Còn sao nữa không? Còn gì nữa không? Bao nhiêu đồ, bao nhiêu đạc quá trời, nhiều luôn nè. Còn gì nữa không em gái? Không có điện mới ốp rồi nè. Thôi gì mình dọn lại lẹ đi tại. Đèn cày đó hả chị Kalin? Đèn cày dành đốt đó ha. Đốt bằng hồi ha. Đèn cày để dành đốt bằng hồi. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Để đèn cày không chi nữa. Trời ơi mình ra nơi có điện rồi. Không có đèn cày để cho em gái đốt bằng thờ cũng được vậy. Để nhà đi cho mấy đứa nó đốt. Để nhà cho mấy đứa nó đốt bằng thờ. Quá trời đồ. Quá trời đồ. Cái rảnh cột 30 miếng á. Mới này đồ nhiều rồi sao mày.